Thưa quý vị và các bạn, gần đến dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng du khách về giới Điện Biên ngày một đông hơn. Người về thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội, người tìm về để tri ân và tìm hiểu lịch sử văn hóa mảnh đất con người. Nhưng điểm chung đó là niềm tự hào mang tên Điện Biên. Trong dòng người về giới Điện Biên có rất đông các cựu chiến binh với những cảm xúc đặc biệt. Có những chiến sĩ Điện Biên đã ở độ tuổi ngoài 90 hay các cựu chiến binh từng chiến đấu ở những chiến trường khác nhau. Họ đến đây với niềm tự hào về một Điện Biên anh dũng và tình cảm đồng đội thiêng liêng. Sau 70 năm trở lại chiến trường Điện Biên Phủ, cái điều tôi cảm động nhất là tôi đến thắp nén tâm nhang lên các đồng đội, đồng chí và kể cả đồng hương của tôi yên nghỉ tại nghĩa trang. Lòng tôi quá xúc động, bồi hồi và thực ra là rưng rưng nước mắt vì nhớ khi anh em cùng nhau ngủ một hầm, ăn một nắm cơm. Đồi A1, nghĩa trang liệt sĩ A1, đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, những ngày này luôn có những đoàn người tìm về sự tri ân. Tôi thì tôi khát vọng đến từ lâu lắm rồi mà chưa có dịp. Và lần này tôi quyết tâm tôi đi để ghi lại cho con cháu sau này hiểu được tất cả và cho những tại sao chúng ta lại thắng được Pháp. Vì mình cũng là một cái niềm tự hào để mình giải thích cho họ và mời Pháp đến du lịch. Bây giờ chúng ta là hòa hợp dân tộc hai bên rồi thì mời các bạn đến xem một Điện Biên đổi mới như thế nào. Đến Điện Biên dịp này, anh Alessandro Vanivano cùng đoàn du khách Ý đã dành nhiều thời gian xem lại những thước phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, tham quan bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để tìm hiểu về lịch sử và cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ ở mảnh đất huyền thoại. Qua xem phim tư liệu, tôi thấy chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa chỉ là đống đổ nát quan tàn, không có nhà cửa. Thế nhưng bằng ý chí quật cường mà họ đã xây dựng Điện Biên như ngày hôm nay. Nhà cửa, phố phường khang trang sạch đẹp, con người thì rất thân thiện, tôi rất tự hào về điều đó. Chiến tranh đã lùi xa, trên mảnh đất Điện Biên Phủ không còn là trận địa với những hố bom, bãi mìn, nhưng những chứng tích của một thời qua lửa vẫn còn sống mãi cùng với thời gian, để mỗi du khách khi về với Điện Biên đều cảm thấy tự hào.